Xin chào các bạn, mình là Kenvi và các bạn xem clip này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cách mở màn đầu bằng PowerPoint. Thì thứ nhất là các bạn có hai tấm ảnh như này, các bạn có thể chọn trên search trên Google và nó có hai tấm ảnh thế này. Các bạn muốn xóa được cái phông trắng thì các bạn kích hai lần chuột và các bạn ấn loại bỏ bối cảnh. Thì tất nhiên các bạn sẽ xóa được phần phông trắng mà thôi. Ở đây thì mình đã kéo được cái phần màu nền màu đỏ như vậy rồi, thì nói chung là cái ảnh nó đã gần full rồi, thì chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại để kéo cái phần này rộng ra. Đấy, kéo cái phần này rộng ra nhé mọi người, sẽ giữ shift để kéo cho nó full khung hình. Và chúng ta được một cái hình như này rồi. Khi đó thì chúng ta sẽ cắt thêm một cái miếng vào đây để che và có hiệu ứng là mở mở màn. Thì ở đây mình sẽ cắt luôn cái miếng này nhé mọi người nhé. Đấy. Mình sẽ sử dụng công cụ định dạng này. Công cụ cắt xén này, cắt xén này, mọi người sẽ cắt xén đúng một miếng cái đoạn khung rèm rèm này nữa nhé. Đó, cái đoạn này thấy rất là dễ để cắt. Mình kéo lên tầm này. Đó. Kéo lên như vậy. Và mọi người đã được một cái rèm. Và mọi người ấn Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái để đưa cái rèm này xuống dưới. Khi đó thì chúng ta sẽ tạm thời là đưa phần này xuống dưới, Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải. Đó, thì sẽ đưa cái miếng này lên trên trước. Thì để mà tạo hiệu ứng nó di chuyển ấy thì mọi người ấn nó rộng lên và mọi người sẽ nhân đôi cái layer này ra. Ở đây giả sử đây là giữa khung hình nhé, mọi người ấn Ctrl C, Ctrl V để có hai cái miếng như này. Và muốn hai miếng này mở ra thì chúng ta sử dụng các hiệu ứng như là animation. Đó là hiệu ứng chuyển tiếp. Đó là đẩy ra, mọi người có thể là quét quét ra hoặc tách ra đây. Mình sẽ dùng hiệu ứng chuyển thôi nhé mọi người nhé. Hoặc là mình sẽ chọn hoạt hình vào cái chức năng đó là bay ra. Đấy, mọi người sẽ tìm một cái chức năng đó là bay ra, trôi ra này. Đấy, có chức năng là bay ra đấy. Tương tự như miếng này mình cũng sẽ có chức năng là bay ra. Miếng này có bay ra rồi. Đấy, cái này cũng sẽ là hoạt hình. Sẽ là bay ra luôn. Và để hai miếng nó đều nhau thì mọi người sẽ cùng xuất hiện một lúc, mọi người sẽ ra ngăn hoạt hình. Mọi người sẽ chọn vào, tùy chọn hiệu ứng mọi người sẽ từ, ví dụ miếng này sẽ đi từ bên trái sang. Không, đi từ bên phải sang đi. Đó, thì cái này này rút sang bên, còn cái miếng bên này sẽ hoạt hình này. Đấy, miếng bên này là rút sang bên, miếng bên này cũng hoạt hình bay ra. Thì chọn hiệu ứng sang bên rồi. Còn bên này là sẽ bay bay ra đi, hiệu ứng cũng là bay ra và tùy chọn hiệu ứng là từ bên trái sang đấy, thì hai cái này nó đều xuất hiện cùng một lúc. Thì mọi người để nó khít như này và nó không phải bấm chuột nữa mà là bắt đầu với đối tượng trước. Tương tự cái này cũng bắt đầu với đối tượng trước và mọi người ấn Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái để đưa cái layer mình xuống dưới. Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái để đưa cái layer mình xuống dưới. Chúng ta sẽ phóng to lên và để chiếu nhé. Đó. Thì như vậy thì hai cái miếng đó nó sẽ tự ra. Và chúng ta ấn ESC để ra. Và để cái thời gian nó lâu hơn. Để thời gian nó lâu hơn thì mọi người nên tùy chọn hiệu ứng. Thời lượng ngăn hoạt hình mọi người sẽ tự động kéo cái phần này nhé. Kéo phần này để cho nó rộng ra. Kết thúc khoảng tầm độ. Mình cho 4 giây cho mọi người nhìn cho dễ. Tức là sau khi ấn Enter cho hai cái này bằng nhau thì mình sẽ ấn chọn là bắt đầu khi bấm và khi đó mình sẽ chiếu nhé. Ở đây mình sẽ cho dịch cái khung hình nó ra gọi là vượt vượt ngoài cái PowerPoint một chút để mọi người không nhìn thấy cái viền màu trắng. Tương tự như vậy chúng ta sẽ ấn vào trình chiếu và mọi người ấn Enter này, nhìn này, đó. Khi đó thì hai cái rèm cửa nó sẽ tự động tách ra và nhìn rất là đẹp. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua mọi người về cách xóa phông nữa.
Giả sử mình có một bông hồng đây thì cái phần mềm PowerPoint này thì nó chỉ xóa được những cái phông nói chung là màu tương đồng, ví dụ như màu trắng ở đây thì nó sẽ hóa gần như là loại bỏ hết là màu trắng. Thì khi đó mọi người có thể loại bỏ bối cảnh, ấn kích hai lần vào cái ảnh để loại bỏ bối cảnh. Khi đó mọi người sẽ giữ được một bông hoa hồng có file là PNG, nếu mọi người có lưu lại thì là cho vào phần clip cũng như là để làm PowerPoint. Thì tương tự như vậy mình đã tách phông, xóa phông rất là nhanh. Mình có thể là copy Ctrl C, mình bỏ sang bên này, mình ấn Ctrl V. Và ở đây thì mình ấn, mình cho nó thu nhỏ lại xuống này. Mình có thể là ấn Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái để cho nó xuống hẳn dưới layer bên dưới nhé mọi người nhé. Đấy, Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái và ấn liên tục như vậy để khi nào nó hiện xuống dưới đi thì thôi. Và khi đó chúng ta sẽ thử chiếu cái file này thì nó sẽ xuất hiện là như thế nào. Đó thì mọi người nhìn thấy là bông hồng đã xuất hiện ở phần giữa khi mà xóa phông như vậy. Đó thì cái phần này cũng rất là dễ khi mà các bạn có thể là thực hiện một cái chương trình cũng như là một cái clip để có thể là mà tách hai cái phông này ra, các bạn có thể xuất ra file MP4. Cảm ơn các bạn và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những clip lần sau.